Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Mới Mỗi Ngày. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé! Sơn Hà Lệnh, phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Đam Mỹ do Trương Chiết Hạn và Cung Tuấn đảm nhận vai chính, trở nên thành công rực rỡ khi lên sóng. Hai nam diễn viên chính cũng thành danh nổi đình nổi đám nhờ tác phẩm này. Fan only lẫn couple của cả hai nhiều vô số kể, sức ảnh hưởng cực lớn. Gần đây, đạo diễn Sơn Hà Lệnh tiếp tục nhận phỏng vấn, bày tỏ niềm hy vọng có thể tập hợp toàn bộ dàn diễn viên trong tác phẩm mới của mình. Ông cho biết nếu như Trương Chiết Hạn và Cung Tuấn thật sự hợp tác, điểm đầu tiên chính là cả hai vẫn phải là chính mình, không theo lối mòn của hai nhân vật trong Sơn Hà Lệnh. Ngoài ra câu chuyện sẽ diễn ra trong không gian song song. Cuối cùng ông bày tỏ tình cảm giữa các diễn viên mới là điều đáng để lưu giữ nhất. Cụ thể, trước câu hỏi, nếu như ông tiếp tục làm việc với Cung Tuấn và Trương Chiết Hạn một lần nữa, ông sẽ đưa họ về khoảng thời gian nào? Mối quan hệ nhân vật sẽ ra sao? Nam đạo diễn trả lời rằng, tôi hy vọng đó sẽ là một không gian song song về sự mới mẻ mà nó mang lại cho khán giả, không nhất thiết phải là phim cổ trang mà cũng có thể là hiện đại. Cũng có thể là hóa thân vào một thời đại khác, hoặc thậm chí là đề tài huyền huyễn. Tôi nghĩ điều đáng lưu giữ nhất là tình cảm của họ. Cốt truyện của tác phẩm mới này có phạm vi khá rộng, không nhất thiết phải là phim cổ trang mà có thể là hiện đại, hoặc hóa thân thành một triều đại khác, hoặc cũng có thể là huyền huyễn nhằm mang lại cảm giác tươi mới cho khán giả. Những tưởng câu trả lời này sẽ chẳng gây ảnh hưởng về vấn đề gì, nào ngờ lại khiến fan của Cung Tuấn cực kỳ tức giận. Lý do khiến người hâm mộ của Cung Tuấn bất bình là vì họ cho rằng Thành Chí Siêu xuyên tạc khi trả lời. Dù rằng phóng viên chỉ muốn đặt câu hỏi giả định, fan Cung Tuấn cũng cáo buộc vị đạo diễn Sơn Hà Lệnh đã cố tình hiểu sai nội dung cuộc phỏng vấn và bày trò PR bẩn gắn ghép Cung Tuấn Trương Chiết Hạn vào với nhau. Cụ thể, các fan để lại những bình luận như ông ta nói thế để đả kích mấy fan couple đổ tiền vào để mua những món đồ do đoàn phim sản xuất, chiêu trò hèn hạ. Phóng viên hỏi một đằng, cố tình trả lời một nẻo, nói thế để PR cho cả ekip của ông ta, thật là bị ổi. Trong đêm concert, cả hai người họ cũng sẽ nói rằng sẽ tách khỏi nhau ra, tách khỏi vai diễn và tạm thời không có kế hoạch hợp tác cùng nhau nữa. Thân là đạo diễn mà dám lừa dối khán giả thế sao? Đối diện với những chất vấn từ fan của Cung Tuấn, hiện tại đoàn làm phim Sơn Hà Lệnh vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Còn bạn, bạn có hy vọng Trương Chiết Hạn và Cung Tuấn tái hợp trong tác phẩm mới lần này hay không? Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của Mới Mỗi Ngày. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!